Xin chào các bạn, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là những bộ bài tây ở Nhật Bản. Thì như các bạn cũng biết là mình rất là thích la cà ở những cái tiệm cửa hàng second hand như là Book Off. Thì ngoại trừ những cái như là quần áo, giày dép hay là tập vở, sách vở, thì ở Book Off còn có những cái bộ sưu tập, những cái món đồ độc lạ, ví dụ như là bài tây. Thì bài tây ở đây không phải là để chơi bài mà là để sưu tập rồi để dạy con nít học chữ. Nói chung rất là thú vị. Thì mình có mua một số bộ về để tặng cho bạn bè. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đây là bộ bài Hello Kitty, rất là dễ thương luôn. Đây là hai quân Joker, phía bên tay phải này là mặt sau của bộ bài. Bộ bài này thì có bốn màu chính là màu xanh dương, màu đỏ, màu xanh lá và màu vàng. Thì như các bạn thấy á, là những con vật trong bộ bài này rất là đáng yêu. Mỗi con vật đều có một cái nét ngộ nghĩnh riêng của mình. Nói chung thì mình cực kỳ thích bộ bài này luôn. Mình sẽ đem về Việt Nam tặng em gái, bởi vì em gái của mình thì rất là thích Hello Kitty. Bộ bài tiếp theo mà mình muốn giới thiệu là bộ bài truyện tranh. Đây là truyện của tác giả Fujiko. Các bạn có thể đếm được là bên trong bức hình này có bao nhiêu truyện không? Đây là mặt sau của tấm bài. Mặt trước đây là tấm bài Joker. Các bạn có thể đoán được là mặt trước của tấm bài sẽ là hình gì không nào? Ta-da! Mặt trước của tấm bài là hình Doraemon. Đúng vậy, phần đầu tiên đó là truyện Doraemon, một bộ truyện gắn bó với tuổi thơ của mình và hẳn là gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều bạn. Các bạn có thể thấy là tác giả của cái bộ bài này rất là có tâm, mỗi lá bài là một cái hình khác nhau, không có hình nào giống hình nào. Và đây là những cái nhân vật trong truyện Doraemon, rất là quen thuộc với chúng ta. Các bạn hãy đoán xem phần còn lại là truyện nào nhé. Bộ bài tiếp theo là bộ bài Chú Gấu Dễ Thương, nhân vật chính là chú gấu màu nâu. Ở giữa này là hai lá Joker và hai lá bên ngoài là hai lá trắng để giữ phần đầu và phần cuối bài thôi. Thì cái mặt màu vàng này là mặt sau của lá bài. Lá bài này rất là dễ thương và rất là hữu ích cho việc học tiếng Nhật, bởi vì hầu hết các lá bài đều có những cái từ tượng thanh miêu tả cảm xúc trạng thái của chú gấu màu nâu này, và thi thoảng thì có những cái từ vựng rất là hữu ích. Ví dụ như ở đây chẳng hạn thì có từ là Oyatsu Time, là tới giờ ăn vặt rồi, thì hình sẽ có hình minh họa là đây là hai người bạn ngồi ăn vặt với nhau. Các bạn thấy đó, những cái hoạt động trong các lá bài này rất là phong phú, đầy đủ những cái hoạt động trong ngày. À, như ở đây, Nakayoshi là bạn thân nè. Rồi ở đây, Maneko là để chỉ sự copy, copycat. Bạn nào đọc truyện Conan thì sẽ hiểu được cái khái niệm copycat này. Thì các bạn thấy chữ Neko đó là để chỉ con mèo. Maneko là chỉ copycat, có nghĩa là sự bắt chước. Thì các bạn thấy trong hình này là hai cái con chim màu vàng với lại con gấu màu trắng này đang đội cái nón để cho giống với lại con gấu của chúng ta. Nhờ có bộ bài này mà mình đã biết được một số cái cụm từ tiếng Nhật rất là thú vị. Nãy giờ thì mình toàn giới thiệu những bộ bài dễ thương thích hợp cho các bạn nữ thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu một bộ bài rất là đặc sắc và thích hợp cho cả nam lẫn nữ, đặc biệt là cho fan của One Piece. Ta-da! Đây là hai lá Joker của bộ bài One Piece. Hai lá Joker thì đặc biệt rất là màu sắc, tuy nhiên thì những lá khác trong bộ bài thì không có được màu mè như vậy đâu. Nhưng mà rất là chất. Đây là những nhân vật xuất hiện trong bộ phim One Piece, rất là nổi tiếng ở Nhật Bản.
Rất là nhiều bạn đã học tiếng Nhật thông qua cách đọc truyện và xem phim One Piece. Các bạn thấy đó, những nhân vật nổi trội trong One Piece đều có đủ như là Ichigo, Bon Clay, Nami, vân vân và vân vân. Bộ bài này thì không có nhiều trên thị trường đâu, mình phải kiếm rất là khó khăn mới có thể gặp được. Bộ bài Tây tiếp theo đây là một bộ bài rất là bình thường, không có gì đặc biệt hết. Ngoại trừ ở đằng sau của nó là những con minion rất là dễ thương như thế này. Mình nghĩ đây là bộ bài mà mình sẽ có thể dùng để chơi cùng với bạn bè. Bởi vì những bộ khác thì bên trong xinh quá không có nở. Tuy là bộ này nhìn rất là bình thường nhưng mà khi mà xếp bài chơi á, thì rất là đẹp và cũng rất là hoa mắt. Bài tiếp theo đây không phải là bài Tây mà là một dạng bài như là Uno vậy, chơi với các nguyên tố thì ở đây có đất, thực vật, động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt. Có bốn nhóm như thế này và những cái nhóm này thì đều có màu sắc. Nói chung là bạn nào mà biết chơi Uno rồi thì sẽ rất là rõ. Thì cái trò này nó cũng có là tất cả mọi người phải bắt ba lá bài, hai lá bài, rồi đổi màu sắc, rồi người tiếp theo bắt hai lá bài, đảo ngược, vân vân. Khá là giống Uno nhưng mà mình nghĩ là thú vị hơn nhiều. Bởi vì khi mà đánh bài thì phải suy nghĩ xem là nguyên tố nào có thể ăn được cái nào. Đây là mặt sau của bộ bài. Bài cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đó là bộ bài động vật. Thì đây là cái bộ bài chủ yếu là để chúng ta học từ vựng về các con vật. Và cạnh bên mỗi con vật thì đều có một cái lá bài giải thích, diễn tả về những cái tính chất, đặc điểm hay là những câu chuyện về con vật đó. Nói chung là để học tiếng Nhật thì đây là một bộ bài rất là tuyệt vời.